mỗi năm trên cả nước có đến 500.000 người bị chó cắn, phải điều trị dự phòng, gây thiệt hại lớn về sức khỏe cũng như kinh tế. Xuất phát từ thực trạng đó, anh Trần Minh Quang đã thành lập ra trạm cứu hộ chó mèo. Nằm gọn trên mảnh đất nhỏ tại thôn Trình Xá, xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, đều đặn 7 giờ 30 phút sáng, anh Quang và các bạn tình nguyện viên sẽ bắt đầu công việc tại đây. Từ việc kiểm tra y tế, chuẩn bị bữa ăn cho đến việc vệ sinh chuồng trại đều được các thành viên trong trạm cứu hộ thực hiện rất tỉ mỉ. Cái tình trạng nuôi nó gọi là vô trách nhiệm. Chúng ta nói nó xa hơn đó là cái tình trạng bạo hành. Con chó con mèo đôi khi nó chỉ là một công cụ, nó giống như việc trông nhà bắt chuột. Và khi mà không cần thiết thì có thể vật nó ra và giết thịt nó, lập ra cái nhóm cứu hộ sân nhà nhiều chó nữa. Những con vật bị bỏ rơi, bị đánh đập, thậm chí là bị mang đi để giết mổ đã được anh Trần Minh Quang cùng các thành viên cứu giúp. Công việc của các thành viên trong sân nhà nhiều chó không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận, cứu hộ, chữa trị cho các bạn thú cưng, mà còn là hành trình đi tìm những ngôi nhà mới cho những bạn nhỏ bốn chân. Có ý thức hơn với cả cái con vật nuôi dưới cạnh mình, nhất là về mặt ý nghĩa và mặt tình cảm. Thứ hai là có ý thức hơn về mặt trách nhiệm với cả cộng đồng. Cái việc bạn vứt bỏ nó ra ngoài đường đó trong lúc nó bệnh tật thì bản thân bạn là cũng rất là vô trách nhiệm với xã hội rồi. Nấu 8 nồi một ngày, mỗi nồi 10kg thịt cộng với 11kg gạo chia làm 3 bữa. Đó là khẩu phần ăn của những chú chó. Từ những việc làm ý nghĩa đó mà sân nhà nhiều chó luôn nhận được sự động viên, hỗ trợ và giúp đỡ của những người yêu động vật. Đấy là ca của một bạn già mà chính bản thân mình trực tiếp liên hệ với chủ đón ở trường Thủy Cáp. Anh Quang anh có báo với mình là em ý yếu mệnh rồi, bệnh yếu rồi. Và mình gọi như là năn nỉ chủ ấy, để đến thăm nó một lần mà chủ hẹn mà cho đến lúc nó mất. Thực sự là ca đấy mình ám ảnh luôn. Không ồn ào đòi hỏi quyền lợi, anh Quang và các bạn tình nguyện viên tại trạm cứu hộ vẫn ngày đêm âm thầm cống hiến để giành lại sự sống và tìm một mái ấm yên bình cho những sinh mạng nhỏ bé không thể nói được kia. Hay đơn giản chỉ là nơi để chủ nhân tìm lại thú cưng của mình bị bắt, bị thất lạc. Chia sẻ các thức ăn hoặc là đến chăm sóc thú cưng ở đây và có thể nhận nuôi các bạn chó mèo bị bỏ rơi ở đây ạ. Với thông điệp chăm sóc có trách nhiệm, sân nhà nhiều chó mong rằng những người đang và sẽ nuôi thú cưng trong thời gian tới sẽ luôn quan tâm và nuôi có trách nhiệm để xã hội của chúng ta thêm tốt đẹp hơn.